Chào mọi người nha. Chiều mình trời mát nha mọi người. Sao thấy trời vui giống như muốn chuyển mưa mọi người. Thì mình quay mình ra mình quay cho mọi người coi cái vườn rau mini của mình nha mọi người. Này là mấy cây hành nha. Cây hành này mới trồng này. Có một bụi này sao nó nhỏ xíu mà nó có bông. Đây là khổ qua nha mọi người. Dạo mình có trồng mấy dây khổ qua nè. Sao thấy nó ốm quá, ốm yếu quá. Nè có trái nè mọi người. Con này là rau rắn đất mọi người. Rau rắn này mà có cá lóc nấu cháo. Cá lóc, cá phi, cái mùi nấu cháo. Ăn với rau rắn này đúng bài luôn. Dây mướp. Nó có được hai cây cà. Có được mấy trái. Còn giải đất ra theo cái ống này nha mọi người, giải đất theo cái ống này mình đang trồng đậu rồng mà chưa lên. Qua đây mình quay cho mọi người coi nha. Con này mình mới trồng bụi dâu dấp nè. Còn nó húng lỗi, có mọi người thấy rõ không? Mấy bụi húng lỗi đó. Nó hơi héo mới trồng. Này mướp cho mọi người. Cho mọi người coi mướp nè. Cái dạng mướp mini giống như vườn rau mini luôn. Này là hai loại mướp nha mọi người. Này là mướp mình, còn này là mướp hương. Này dạo mình mua mướp hương ngoài chợ là trái nó khác. Mà nãy vô bán nó cũng dễ bán hơn, còn mướp mình khó bán hơn. Trái quá trời luôn, con trái nằm dưới đất nữa. Đây trái này. Cũng như trước trồng là có ăn, sau nhiều nhiều mới bán. Thì bỏ đất trống cũng vậy. Trồng có ăn có người ta. Để rau sạch nữa, này không có thuốc men. Trái cũng nhiều lắm, bán không đủ bán chứ ăn cũng dư sức luôn. Nhà trái nha mọi người. Này đang ra trái nè mà sao hư. Đây trái, đây trái nè, mỗi mắt mỗi trái luôn sao nó hư, vàng vàng nó hư rồi. Mỗi mặt mỗi trái này. Đó. Đây trái, đây trái này. Đây trái này. Đây trái này. Đây, mỗi mặt mỗi trái mà cái điều mới vàng vàng là nó hư mọi người. Rồi đó, trái này đã mềm. Ồ, cái này hư rồi. Lớn còn bị hư mấy con gì chích nữa. Cái này cũng hư luôn. Chắc rồi hay gì chích nữa. Cái này cũng hư nè. Trái quá trời bị hư ổn quá. Rồi thấy mềm không? Mỗi mắt mỗi trái thì mềm mềm. Này trái nó hai trái nè. Đã không? Nó mới bò lên có nhiêu đây mà thấy trái quá trời mọi người. Như con này nó một nó cái trái thì mê được nội lầm này không, chỗ này không thêm một nụ trái luôn. Quay cho mọi người coi một nụ trái luôn. Đây nè mọi người.
Mướp này, trồng mướp này cũng có lợi nha mọi người. Lá ăn cũng được, mà trái ăn cũng được, bông ăn cũng được luôn. Bông này xào ngon lắm mọi người. Xào hoặc nấu mì, lâu lâu vợ mình thấy hái vô nấu mì xào ăn ngon lắm. Nên mấy cái ớt của mình trồng hàng ớt mọi người. Nên mình trồng hàng ớt. Quả trái nằm dưới đất luôn rồi. Còn đây là bầu nha mọi người. Cho sau này nó bò lên, sau nó có bò lên cũng bò lên dạng này. Từ khúc này vô là mướp, còn từ khúc này với ra đây là bầu. Mọi người thấy dạng bầu đó, nó bò, nó đang bò đó mọi người. Thấy đất mình coi có trái không, mình thấy lá bự bự không, nó không tốt mà lá bự bự không. Này có trái nè mọi người, trái là trái nhỏ. Ở đây có trái nè. Ủa trái bự nè, trái này bự chút đỉnh nè. Rồi, mọi người thấy cái dạng thì nhỏ xíu à. Mini mà là mướp bầu. Có bí đó nha mọi người, để mình quay tới đây quay bí cho mọi người coi. Nó bầu tới đây nè. Nó bầu tới đó, còn đằng kia là mướp. Mấy cái ớt của mình trong nữa. Tới đây bí nha mọi người. Mình bỏ được mấy gì bí nè. Nè có trái nè. Thấy không? Ồ, ở đây trái bị hư rồi. Khổ quá. Trái này bị vàng. Bí thì mình đây trái nè mọi người. Bí thì mình cho nó bội ruộng. Nói chung là đó là trái nữa mọi người. Thấy có nụ quá trời mà không biết đậu được nhiêu trái nè. Bí thì mình cho nó bò ra ruộng. Đó mình sau này mình cho nó bò ra ruộng. Ví dụ có mùa nào nó muốn bò vàng thì cho nó vô bò vàng, còn mùa cho nó bò ruộng. Đó mà thấy cái vàng mướp mini của mình không? Đây mấy keo đủ nha mọi người. Mình trồng đơn hàng đủ đủ nè. Ở bên kia ớt này đủ. Này này ớt mình trồng xen kẽ nha mọi người. À, tới đủ đủ nè. Đó đủ đủ đó. Con cây này lớn trồng được, số cây này bự nhất. Rồi tới ớt nè. Tới ớt. Cái ớt nè, nè ớt bên đây nè, nó kêu đủ nè, trong được có cái ớt bự, cái ớt nhỏ nè, cây này có bông luôn, nó cây này đủ, cây này ớt đủ rồi mọi người, con này là bắp, cũng đang ra trái nha mọi người, mà có được chưa có nhiều, sao cũng gieo lượt một lên, sao có cây bự cây nhỏ mình cũng không biết nữa. Cây này tốt quá trời, còn cây này nhỏ xíu. Cây đó nhũng nhỏ xíu luôn, cây kia nhỏ xíu luôn. Nè đây là trái nè mọi người thấy không? Có trái nè. Chưa lớn. Chắc vài bữa nữa là có thể bẻ được nha mọi người. Đó, mấy cây bự bự này có trái đã ghê. Để mình đi quay coi có cây nào có trái bự dài không. Ui nó chưa lớn mọi người. Đó, con gieo một lượt một sao có chỗ cây bự, chỗ cây nhỏ. Chỗ cây tốt quá trời. Cây này chả bá không nè, nó đang ngay trái mọi người. Ủa trái này kìa. Đã ghê.
Đó, nhà trọng nha mọi người, đất thầy bỏ trống cũng ủa gieo mỗi cái chút chút vậy, mỗi cái này có trái này, mỗi cái chút chút vậy, có ăn bầu bí mướp đủ đủ, giờ có ăn sạch sẽ không có thuốc men, mua thì cũng được nhưng mà hơi có thuốc men, vô muốn ăn nấu canh hay gì ra mình hái mướp và đậu bắp này mọi người, vô cái mình nấu được nồi canh. Dầu dền nhà mình cũng có dầu dền nữa, còn mướp đó muốn xào muốn nấu canh gì cũng dễ, đậu bắp này cũng dễ, còn ớt này khi nó có trái mình muốn ăn cũng dễ nữa, mình ra cái mình hái vô mình ăn. Cây nhà lá vườn không thuốc không men, bầu quý mướp vậy mọi người, dù như ít thì mình để ăn, còn nhiều chút đỉnh thì mình cho dòng họ bà con hoặc dư chút đỉnh nữa, nhiều nhiều nữa mình bán lấy tiền mua diêm mua phân gì mình tưới lại cho nó. Có con này chích này mình nghĩ giá con này chích như mới hư nè, giá con này mua chích mới hư hư trái nè. Không có gì nào, mọi người thấy cái vườn thì không có lớn, quay lại cho mọi người coi ha. Đó, cái vườn nó vô đây đó, ý mình nói vườn vô đây là cái khúc bên đây nha mọi người, khúc bên đây là mẹ mình trồng đậu, trồng đậu nó còn từ đây qua đây là mình trồng ở như đây đó, bầu bí mướp đậu bắp, đậu bắp thì được nhiều nhiều, còn dải dải giữa này nè đu đủ ớt, còn cái ý nói cái mini là cái hàng rào cái lưới này nè nhỏ mà trồng hàng hạ thứ mướp và bí và bầu nữa. Mà cái vàng mọi người thấy là vàng vừa nhỏ vừa yếu ớt rồi, mình không biết mốt sau này đeo nổi không. Thôi video của mình tới đây cũng kết thúc nha cả nhà, tại chiều quay cho cả nhà xem có vườn rau mini. Nếu cả nhà cảm thấy hay bấm đăng ký like chia sẻ để ủng hộ mình nha cả nhà, chào cả nhà nha.